Kính chào quý khán giả đến với chương trình Đi Chợ Cuối Tuần cùng với Phạm Khanh. Hiện giờ Phạm Khanh đang có mặt tại chợ Sài Gòn City Marketplace ngay góc đường Brookhurst và đường McFarlane thuộc thành phố Westminster. Nghe nói rằng là chợ có một cái mặt hàng mới, đó là lạp xưởng Mai Quế. Bây giờ xin mời quý vị vào chợ xem cái lạp xưởng này hấp dẫn và ngon như thế nào. Quý vị, chợ Sài Gòn City Marketplace, như quý vị biết, vào những cái ngày lễ, những ngày cuối năm thì rất là đông bà con đồng hương đến đây đi chợ. Và trong cái ngày hôm nay, như Phạm Khanh nói, chúng tôi muốn tìm hiểu về một cái mặt hàng mới của công ty thực phẩm Tây Hồ tại chợ Sài Gòn City Marketplace, đó là lạp xưởng hiệu Mai Quế. Vào chợ thì quý vị chỉ cần quẹo trái là quý vị thấy ngay cái gian hàng lạp xưởng ngay. Wow, chúng ta sẽ đến đây xem có những cái loại lạp xưởng nào. Đây là gian hàng lạp xưởng ở bên trong chợ Sài Gòn City Marketplace để Phạm Khanh xem có những cái loại lạp xưởng nào nha. Wow, đây là lạp xưởng Mai Quế lộ gà. Vì vào đây thì tha hồ lựa chọn và thú vị no MSG. Wow, quý vị thấy không? Có một cái vòng tròn cho vị thấy rằng là cái loại lạp xưởng này là không có sử dụng những cái chất như là bột ngọt chẳng hạn, là no MSG. Và cái điều đặc biệt mà đầu tiên Phạm Khanh để ý thấy đó là cái màu của cái lạp xưởng, nhìn hấp dẫn đó. Thực ra lạp xưởng là mình ngoài cái chuyện mà mình ăn ra đó, mình còn cái màu của cái lạp xưởng đó nó cũng rất là quan trọng. Màu đỏ đỏ của thịt tươi rất là ngon nè. Rồi thì là cái bao bì được đóng gói, cái này kêu là bây giờ gọi là công nghệ hút chân không. Tức là người ta hút hết không khí ra rồi, làm cho cái bao bì đó nó gọn lại mà để lâu được. Cái mục đích của hút chân không là để lâu được, không có vi khuẩn gì bên trong hết, không có không khí bên trong. Thì cái loại đầu tiên mà mình thấy ở đây đó là lạp xưởng Mai Quế lộ gà. Wow, hấp dẫn quá. Một bịch nhỏ nhỏ như thế này, thưa quý vị, có 5 cây lạp xưởng. Wow, đủ cho một gia đình nhỏ nhỏ có thể ăn một buổi được rồi. Ở ngoài còn ít thì mình ăn 2 cây thôi là cũng được một buổi cơm rồi. Và bây giờ chúng ta xem có những cái loại lạp xưởng nào nữa. Cũng trên ngăn thứ nhất thì chúng ta thấy có lạp xưởng Mai Quế heo. Vì thế không? Đây, lạp xưởng Mai Quế heo. Có gà nè, có heo. Wow, hấp dẫn quá. Mình nhớ ngày xưa là ở Việt Nam mà ăn lạp xưởng á, thường là chỉ có heo thôi mà. Qua đây thì phải nói rằng là thịt thà đầy đủ, vẫn là vệ sinh. Rồi thì là càng ngày cái nhu cầu thị hiếu con người nó càng phát triển, thành thử ra người ta làm ra nhiều loại lạp xưởng khác nhau. Nhiều người mà không ăn heo được thì ăn gà không sao hết. Tức là trên ngăn thứ nhất có lạp xưởng gà, lạp xưởng heo. Rồi ngăn thứ nhì coi lạp xưởng loại gì đây? Heo và bò. Wow, tức là hai thứ thịt trộn chung với nhau làm nên cái cây lạp xưởng này, heo và bò. Wow, hấp dẫn nha. Phạm Khanh thích cái nào mà nó tổng hợp nhiều loại thịt như vậy đó, mình ăn mình không có ngán, phải không? Rồi, heo và bò là ngăn thứ nhì. Ngăn thứ ba xem là cái gì đây? Lạp xưởng Mai Quế lộ heo và gà. Wow, hồi nãy là heo và bò, bây giờ heo và gà kết hợp vô ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà để ý kỹ thì tùy theo loại thịt, quý vị thấy không, cái màu nó cũng có thể hơi ngã ngã đỏ hơi chút xíu, hoặc là đỏ lợt, đỏ đậm, nó tùy theo loại thịt. Thường thịt bò là nó đỏ phải không? Rồi bây giờ heo và gà, rồi gan cuối cùng là gì đây? Lạp xưởng heo tiêu hột. Wow, cái này mới nghe lần đầu. Heo tiêu hột tức là dành cho những người mà ăn cay, mình cắn vô cái cây lạp xưởng á, tự nhiên mà trúng mấy cái hột tiêu á, trời ơi cay đã vô cùng, thưa quý vị. Lạp xưởng heo tiêu hột. Wow, tất cả đều đồng giá hết trơn hết. Wow, như vậy là có tới 4-5 loại lạp xưởng khác nhau: lạp xưởng gà, lạp xưởng heo, lạp xưởng heo và bò, lạp xưởng heo và gà, rồi lạp xưởng heo tiêu hột. Wow, nhớ vì đến chợ Sài Gòn City Marketplace vừa vô, quẹo trái liền là vì thấy ngay cái gian hàng lạp xưởng ở đây rồi. Không phải chỉ có chợ tại chợ Sài Gòn City Marketplace mà các chợ khác cũng có bán cái mặt hàng lạp xưởng. Vì vô hỏi mua lạp xưởng Mai Quế, mua lạp xưởng Mai Quế nha quý vị, thì vô đó tha hồ vì lựa chọn khẩu vị, mùi vị, thịt nào quý vị thích, heo, bò, gà, heo tiêu hột, vân vân, hoặc là bò heo kết hợp, heo gà kết hợp. Wow, tuyệt vời vô cùng. Rồi, thưa quý vị, chị này thì phải nói rằng là đi ngang hàng lạp xưởng, thấy lạp xưởng màu ngon hấp dẫn quá, ghé vô liền. Đó, quý vị thấy không? Cái bịch lạp xưởng nè, rồi cái màu lạp xưởng nhìn
nó là hấp dẫn vô cùng. À. Chị, tôi mua một thùng rồi nha. À vậy hả? 8 bịch mua một thùng gửi. Mua một thùng rồi. Wow. Nào order thêm nữa, mua thêm. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh bảo đảm không? Ra thực phẩm thì vì biết là ở Hoa Kỳ này phải nói là rất là yên tâm, an toàn đó phải không anh? Mua là yên tâm luôn. Cái này về Việt Nam. Rồi cô này nữa, mua lạp xưởng về làm gì đây cô? Thêm ăn Tết đó. Đem trả tiền ngoài kia. Đem trả tiền ngoài kia, đúng rồi. Nhưng mà cô dự định mua làm xưởng này về làm gì, món gì, chế biến món gì? Tôi ăn thì đủ thứ món hết. À, ví dụ như món gì cô? Làm xưởng cô? Xôi lạp xưởng này. Xôi lạp xưởng. Rồi. Bò bía này kia. Bò bía này kia. Bào. Nhưng mà mấy bà mấy cô mới làm được mấy món đó thôi, chứ còn Phạm Khanh là thua. Chỉ biết chiên lên rồi xong ăn cơm trắng thôi, chứ còn không biết chế biến mấy món bò bía hay xôi đâu. Và thưa quý vị, đây là anh Quế, chủ nhân của chợ Sài Gòn City Marketplace. Phải nói rằng là anh ấp ủ cái những cái món ăn thuần túy Việt Nam lâu rồi, và bây giờ quyết định là ra lạp xưởng. Bảo mà lạp xưởng không phải ai cũng làm được đâu, phải không? Rất khó. Dạ, cảm ơn Khanh. Thì cái lạp xưởng đó, công ty đã bỏ rất là nhiều thời gian trong những tháng vừa qua để mà nghiên cứu và ra cái món mà của người Á Châu mình rất là thích ăn, là đó là cái lạp xưởng. Thì cái lạp xưởng á, là nó cần có rất là nhiều cái thời gian mà để mà nấu và nó sấy. Thì anh biết là ở Việt Nam thường thường người ta làm lạp xưởng người ta treo qua trời, nhưng mà ở bên Mỹ mình là một cái nước mà nó văn minh, mình làm theo đúng theo cái tiêu chuẩn của USDA, vệ sinh, vệ sinh, lại cái an toàn vệ sinh của cái thực phẩm. Thì cái lạp xưởng đó là ai cũng thích hết, già trẻ gì ai ăn cũng được hết. Mà cái lạp xưởng đó là được cái là nấu bất cứ những món ăn. Thì cái cách mà dễ nhất mà để mà làm là ăn liền á, mà cho nó ngon á, là mình lấy cái gói lạp xưởng mình bỏ vô một cái chảo, rồi mình đổ nước lên khoảng phân nửa của cái cây lạp xưởng. Thì mình luộc cho khi nào mà nước nó khô rồi đó. Thì một khi mà cái nước nó khô á, thì mình chỉ cần lăn qua lăn lại chừng vòng khoảng 30 giây thôi, để cho nó giòn, cho nó thơm. Mình không cần đổ thêm dầu vô, tại vì cái mỡ của cái lạp xưởng nó đã ra rồi. Wow. Cứ lăn qua lăn lại cái một khi xong rồi đó là cái lạp xưởng nó rất là thơm và ngon. Wow, cảm ơn anh Quế. Trời ơi, Phạm Khanh cách mà nó rất là đơn giản. Đơn giản mà nó không có bị cháy được, không anh? Trời, Phạm Khanh mê lạp xưởng lắm, nhưng mà thật sự ra nói làm lần nào cũng bị cháy hết quý vị ơi. Bây giờ cái cách mà anh Quế vừa bày ra hay quá. Lấy một cái chảo, phải không, bỏ nước, bỏ mấy cây lạp xưởng vô, bỏ nước xăm xắp nửa cây lạp xưởng thôi. Lạp xưởng thôi. Rồi thì là tới chừng nào mà mình nấu lên, mình lửa vừa phải đâu, phải không anh? Lửa vừa thôi. Vừa thôi mà có cần phải trong cái lúc mà nước đừng có lăn qua lăn lại không? Một khi nó luộc á, thì mình không cần lăn quăng lại. Không cần lăn quăng lại hết. Tại vì mình bỏ vô cái nước để mình luộc đó là coi như cái lạp xưởng á, nó sẽ nở ra thêm. Ăn nó juicy hơn. Nó không có bị khô. Không bị khô. Rồi sau khi mà cái nước mà nó khô rồi đó thì mình lăn quăng lại khoảng 30 second nữa là coi như xong. Không bao giờ chảy hết. Wow, ngon vô cùng. Thưa anh, Phạm Khanh thấy ở đây đó là tất cả những cái loại lạp xưởng anh đều là no MSG anh ha? Không, cái lạp xưởng mình, cái ingredients của mình không có dùng MSG. Rất là healthy. Và đồng thời đây là có 5 loại lạp xưởng khác nhau, cái phát khác nhau là gà, heo, heo và gà, heo và tiêu hậu, và heo và bò. Wow, 5 loại. Hấp dẫn vô cùng thưa vị. Và ngày xưa thưa vị, mỗi lần mà ăn lạp xưởng đó, thường thường gia đình nói ăn nhiều lắm, độc lắm này kia, có lưu huỳnh, có gì tùm lum la. Bây giờ làm gì có chuyện đó phải không anh? Cái đặc biệt cái lạp xưởng của mình đó là cái màu nó rất là tự nhiên. Mình có thể để trên shelf á, không cần bỏ tủ lạnh á, khoảng 1 năm. Wow. Nếu mà để trong freezer đó thì mình có thể cái thời gian nó sẽ lâu hơn nữa. Lâu hơn nữa. Hơn 1 năm nữa. Wow, tiện lợi quá thưa vị. Tiện lợi rồi. Cái này mình có thể gửi cho những người thân nhân của mình ở tiểu bang xa. Ở xa. Cái thành phố mà không có siêu thị ở Việt Nam đó thì mình có thể bỏ vô trong cái bì thơ, trong cái hộp rồi mình gửi đi thôi. Khô ráo nè. Quý vị thấy không? Gói lạp xưởng nó khô queo à, hút chân không hết rồi. Không là không có không khí này kia, thành thử ra khô ráo, và gửi đi đường bưu điện được thoải mái. No MSC, ăn thoải mái, phải không ạ? Và cách làm mà anh Quế vừa chỉ đó dễ dàng quá. Thì cái lạp xưởng này là một cái thực phẩm mà mới vừa ra của công ty thực phẩm Tây Hồ sản xuất. Quế cũng mong là được quý vị trong cộng đồng
ủng hộ cái sản phẩm mới của chúng tôi. Dạ. Chắc chắn rồi thú vị, lạp xưởng là cái món truyền thống người Việt Nam mình, nhất là ngày xuân ngày Tết không thể nào thiếu lạp xưởng phải không? Trên cái mâm đồ ăn đồ uống ngày Tết còn để cây lạp xưởng cho nó đỏ đỏ là nhìn hấp dẫn, mà bảo đảm quý vị mua về là mấy em cái món đầu tiên mấy em đòi ăn đó là lạp xưởng thôi. Cái lạp xưởng của mình là cái đặc biệt nữa là nó không không MSC ha, và đồng thời nó không có nhiều mỡ. Không có nhiều mỡ. Wow, thành ra quý vị nào ngại ăn mỡ thì dùng lạp xưởng này cũng được, đúng không? Thoải mái, no MSC, không có nhiều mỡ. Nhiều hương vị khác nhau. Lạp xưởng Mai Quế bán khắp nơi luôn phải không anh? Hiện tại bây giờ trong khắp nơi ở trong cái quận Tràm của mình. Quận Tràm đều có hết. Tương lai mình sẽ bán cho những cái nơi xa nữa. Nơi xa nữa, có nghĩa là quý vị nào muốn mua trực tiếp thì đến đây, muốn làm đại lý cũng được phải không anh? Làm đại lý thì lạp xưởng Mai Quế, nhất là mùa lễ mùa Tết sắp đến, vì đang nghĩ rằng là những cái món quà gì để tặng người thân hoặc là đem mua trong gia đình, phải không? Ngày xuân ngày Tết không muốn đi chợ đi ra ngoài nhiều thì đây lạp xưởng, phải không? Cái giá cũng là rất là dinh dưỡng đầy đủ. Nữa một cái da cái này là hơn nửa pound và giá cũng rất là mềm. Giá nhẹ nhàng, không? Giá nhẹ nhàng, mua 4-5 lội luôn tặng cho bà con bạn bè cũng hơn 10 đồng chút xíu mà thôi, mua hết luôn. Ngày hôm nay Phạm Thanh sẽ mua mỗi loại một bịch để mình về mình ăn thử coi coi nó như thế nào. Rồi bây giờ lấy xe sẽ mua mỗi loại một bịch. Wow, hấp dẫn quá. Ngày hôm nay đi chợ mà có lạp xưởng mới này đó thì là ngon quá rồi. Anh biết không, thật sự ra Phạm Khanh cũng đã mua lạp xưởng một số nơi, ăn gì nó khô queo. Đúng. Nó không có juicy giống như anh nói. Có thể là cái cách mình chế biến, và thứ hai nữa cái gốc của lạp xưởng nhiều khi người ta lấy mở ra hết rồi nó cũng còn. Nhiều người không có biết cái cách mà để mà nấu, nhưng mà có nói cái cách đó là họ có thể bỏ vô cái nồi cơm. Lạp xưởng bỏ vô. Đúng rồi. Hấp đó. Trời ơi. Là cơm chín là cái cây lạp xưởng nó cũng cũng chín luôn. Wow, đây nè. Bây giờ nè, một bịch heo bò, một bịch heo không, một bịch heo với gà, một bịch heo tiêu hột, gì nữa không ta? Là mình một bịch gà không, 5 loại đó. Đi chợ ngày hôm nay chỉ mua lạp xưởng thôi, phải không ạ? Cơm gạo nhà có sẵn rồi, nước tương có sẵn rồi. Dở nhất đó là như anh gọi là không biết nấu nướng đi nữa, thì anh Quế vừa chỉ phải không, lấy chảo nước ra giống như là mình hấp xong rồi mình lăn quăng lăn lại cái thê một chén nước tương dầm ớt vô ăn với cơm nóng nữa. Trời ơi tuyệt vời. Thôi ra tính tiền. Cảm ơn Quế. Thế vì trong ngày hôm nay thì ngoài Phạm Khanh ra, chúng tôi còn thấy có một số bà quý bà quý cô còn đi ngang cái hàng lạp xưởng nhìn hấp dẫn quá, quẹo vô cũng mua mấy bịch đem về nhà ăn luôn. Thật sự ra mà nói tiện lợi vô cùng, chất đạm dinh dưỡng đầy đủ, phải không ạ? Mà nhìn hấp dẫn quá mà nhiều vị khác nhau nữa. Về mà mấy đứa bé con nít trong nhà nó mê lạp xưởng lắm, nhiều khi lười ăn cơm nướng cái mùi lạp xưởng lên thơm phức là bảo đảm là tụi nó ăn nhiều liền, ăn mấy chén cơm luôn. Rồi bây giờ tính tiền. Hấp dẫn quá. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đi Chợ Cuối Tuần cùng với Phạm Khanh tại chợ Sài Gòn City Marketplace. Và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị lạp xưởng Mai Quế, nhiều vị, nhiều mùi, thơm ngon, hấp dẫn, có tại chợ Sài Gòn City Marketplace và các đại lý khắp nơi.